Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái biển số trong hình chi ly này. Thì thấy nhiều bạn trong group cũng thắc mắc về cách mình làm ra sao thì đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Thực ra đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều cách thôi, vì sẽ có các bạn có nhiều cách khác mà làm hay hơn và nhanh hơn. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách. Thứ nhất là dùng qua Photoshop. Nếu các bạn nào mà đã tạo Photoshop rồi thì chỉ cần nhìn qua bức hình là các bạn có thể biết cách làm ngay rồi. Còn nếu mà bạn nào mà chưa và lần đầu tạo Photoshop về thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn của mình trong video này. Thì mình không soạn thảo video được kỹ như các bạn khác nên là mình cũng chỉ hướng dẫn các bạn trên từng bước mình làm thôi, nên các bạn chỉ có quan sát cách mình làm. Và cách thứ hai là dùng là cách đơn giản hơn, đó là dùng tên để làm xong chỉnh sửa thì sẽ phức tạp hơn, tất nhiên sẽ phức tạp hơn một trường việc một cái ứng dụng như Photoshop rồi chuyên về hình ảnh. Thì trong video này thì mình sẽ có ấn tắt ở dưới phía dưới, tôi có in kèm phía dưới phần mô tả các file như này, mức độ file và biển số chibi này. Thì trong đây có những cái đó là các cái hình ảnh chibi. Mình cũng thật sự rất cảm ơn bạn đã vẽ lên những bức hình này, và mình cũng không thể biết được ai là người là tác giả đầu tiên, thì mình cũng xin lời cảm ơn đến người tác giả đấy đã tạo nên những bức hình rất chi là những lĩnh và đẹp như thế này rồi. Và thứ hai là cái phông chữ số xe hai bánh này. Cái phông chữ này mình cũng từ một số trên mạng, các bạn sẽ trên mạng sẽ rất nhiều phông chữ này thì nó sẽ giống, thực ra là gần giống nhất thôi chứ không hẳn là giống hẳn, gần giống nhất đối với cái biển cái phông chữ ở trên biển số xe máy mình thì cho cái hình ảnh của mình trông bắt mắt hơn thôi. Thì ở trong các cái image này mình gửi cho các bạn thì nó sẽ có rất nhiều các hình ảnh, các bạn tùy chọn cái tên ở dưới đây và là không thích thì phải tẩy cái tên đi nhé. Thì ở đây thì các bạn đã để sẵn các chỗ chờ biển rồi, phải nói những cái hình ảnh này rất là mong là sẽ và mình không thể vẽ được những hình này và mình chưa biết cách vẽ, nên là nếu mà có các mẫu xe mới mà những xe phân khối lớn được là những đưa xe khác có thể thêm được ở đây thì rất tốt, rất hay. Thì đây là cái bức hình đi trốn mà mình có thêm chuyển một số chỗ, đó là mình bo cho cái biển này tròn lại và nữa là thêm một cái logo của Panavino vào đây. Chủ yếu là vui và cũng là niềm đam mê là mình rất thích chiếc Pino này nên là làm trong hội đối Pino cho các bạn. Rồi để bắt đầu thì mình sẽ giới thiệu cách làm đơn giản nhất trước, nhưng mà nó sẽ tức là các bạn phải biết một chút về Photoshop và ứng dụng Photoshop này. Thì đây là giao diện của Photoshop 6. Các bạn có thể ô để mọi người hình ảnh lên này, chọn ra cái file mà mình lựa chọn nhé, mình đã tải rồi. Đây, cái này có một cái hay đó là các bạn có thể lưu lại và thay đổi nội dung ở dưới này rất dễ dàng. Trong biển mẫu này thì mình chỉ việc lựa chọn cái chữ T này. Trước đấy thì các bạn lựa chọn chữ T nhé, layer này đã được mở rồi. Các bạn lựa chọn chữ T này, một thông tin này tiếp theo là cái và một thông tin lượng là được. Các bạn cứ để phông như thế không sao cả. Và với trường hợp sau khi điền xong này, các bạn Ctrl O này để tắt hết và lựa chọn cái phông chữ ở đây. Ở đây là mình có phông chữ số xe 280 rồi. Trường hợp mà không có cái phông này thì làm cách nào? Là chỉ không có phông đấy nhá. Thì bây giờ các bạn tạo thời bản để trường hợp này các bạn hết các phông này quay trở lại cái phần các bạn đang biết có cái mã này, copy cho mình
copy, xong vào hồ sơ này, vào máy tính này, vào hồ sơ, lựa chọn Windows, lựa chọn Phone. Nếu bạn sử dụng Windows thì tất cả đều là Windows hết. Vào hồ sơ chọn Windows chọn Phone, và sau đấy kích phần phần trắng này, và Close nó vào. Đây là mình có rồi, nhưng mà nó bảo là có thay thế cái cũ không thì mình thay thế nó nhé. Rồi, sau khi mà xong thì các bạn ấy cẩn thận hơn là tìm lại số xe hai bên mình gọi chữ S hoặc gọi trên thì tìm kiếm này, còn không là số xe hai nữa. Nếu chưa được các bạn cứ copy lại và paste lại rồi nhé. Sau khi đoạn này mình cũng chưa được chuẩn bị rồi thôi cứ làm tiếp theo đây. Sau khi đoạn sẽ quay trở lại Photoshop rồi, lựa chọn cho này là xong xong này đó rồi là đây là đoạn. Sau khi lựa chọn xong thì bắt trở lại này em Ctrl T, cái copy của này thì các bạn là tìm hiểu trên mạng. Là mình cũng không hẳn là một người tạo Photoshop, mình sẽ chỉ sai cái những cái mình cần học thêm nhất, học nhất nhất thôi. Cái này cái này mình cần tâm đối một chút. Và như các bạn đã thấy thì mình đã xong một cái biển số rồi, và mình chỉ việc lưu lại. Nhưng mà trước tiên ấy, mình nên lưu cái phần này dưới file Photoshop mẫu này. Mình sẽ lưu luôn cái mẫu này ở trên này cho các bạn. Bạn nào dùng Photoshop các bạn thì có thể sử dụng luôn nhé. Bây giờ mình lưu ra một hình ảnh để mình xem ấy, thì mình cũng có thể sử dụng vào đây nhé, đang trên cái gì state đây chọn file chọn state air, chọn kích ở dưới này chọn sang png tên là viết lại tên biển của mình mô mẫu đưa lại. Ok, như vậy mình đã có một tấm ảnh rồi. Okay, các bạn quay trở lại cho con này, con này là mình sẽ gửi hết lại cho các bạn. Quay trở lại con này là mình sang chọn ảnh mẫu này. Như vậy là mình đã có một tấm hình biển của mình rồi. Đối với dòng xe Windows này, cách làm tương tự đối với các dòng xe khác nhé. Bạn chỉ việc mở cái các bạn bước đầu tiên đó, các bạn mở chọn cái này và chọn ô này, và sau không ấy thì các bạn sẽ file chọn cái phần e cùng thứ cưng này, chọn hình nào mà tùy ý. Hay ở một chỗ đó là các bạn nhé, đi trên mạng được nhiều lần. Tức là mình chuyển thay vào đây, mình thay thông tin ở trên này đó, là đã có thêm được một tấm hình mới rồi. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn một cách. Cách thứ hai là mình sẽ sử dụng pin. Cách này thì đơn giản hơn và nói chung là chẳng mất công cài đặt gì mà dùng ngay trên chương trình của mình luôn. Đã tắt rồi nhé.
để sử dụng được pen thì các bạn cần cần biết cách vào pen để chọn mở cái pen này ra, thì mỗi một cái window nó có một cái pen, cách mở một cái pen khác nhau, thì mình quen mở bằng cách gọi setting kiểu lên lên rồi và start ai mà chưa biết thì tìm cách mở pen trên Windows vào Google, hoặc là cách mở pen cái pen này trên Windows Google có thể có hết, rồi Ctrl O để mở ra hoặc là không mở ra file cho cái phần chọn đến hình ảnh mà mình có ngoài desktop này, mình có một số chi tiết này mẫu okay. Cái này có một đặc điểm đó là nếu bạn lưu vào nó sẽ lưu luôn trên ảnh mẫu, như vậy khi mình lưu thì mình nhớ đổi cái tên đó. Cách làm cũng tương tự, mình bấm vào chữ A này để mình thêm chữ vào trong cái mục đấy, mục trắng trắng người ta đã chuẩn bị sẵn đây. Tiếp theo chữ cái này chắc thêm như cục tốc và sẽ thêm một đẹp như ở trên bên Photoshop để không sao tạo chất lượng được. 99 99 đúng như vừa nãy luôn nha. Này có thể nó dòng dòng hơi bị lệch không sao cả, cho nó nhỏ xuống một chút, cắt cho nhỏ nữa thôi cũng được, mình nhìn nãy thì mình chút tính tắt thôi. Hơi hơi lệch lệch một chút này thì chọn select này mình sẽ đi cắt vào sau kia. Đó, điểm số thì sẽ rất rõ ràng, xong ở trên phim này thì nó không hỗ trợ nhiều chức năng như ở trên Photoshop được, và bạn muốn chỉnh sửa thì bạn có thể xóa nó đi được và lại gốc thì mới chỉnh sửa được. Thì nếu bây giờ mình lưu lại mình sẽ lưu cho bằng gốc luôn, nên các bạn vào mình lưu bằng người ra mọi mới, các bạn vào file chọn xếp cho em png hoặc các định dạng kiểu của nó png gốc và chọn mình bảo mình có lưu mới không, mỗi một lưu lại. Tên và một cái là bên Photoshop và một file Photoshop và mẫu sẵn rồi, các bạn có so sánh mình hai hai nữa rồi, hoặc là cái phông bên này thì nó trong tên nó vẫn giải thích tốt cho nó bên Photoshop thì công cụ chỉnh sửa nó vẫn tốt hơn. Thế thì đấy là hai cách làm mà mình hướng dẫn cho các bạn, thì tùy mỗi người và sở thích của mỗi người các bạn có thể lựa chọn cách làm cho mình. Các bạn có thể download các tất cả các mục này ở trên đường hướng dẫn ở phía dưới video, mình sẽ up lên trên Google Drive để cho các bạn tiện download về và thực hành luôn. Còn về chương trình Photoshop các bạn tìm trên Google sẽ có rất nhiều cách download về Photoshop C6 và sự tên là sự tôi thích rất là sao, thực hành nhiều thì sẽ làm được hết rồi mà.
các bạn, các bạn. À, cảm ơn.